Thói quen của người chỉ thích ở một mình sẽ hình thành nên tính cách gì? Chúng ta cần sự cô độc, vì khi ta ở một mình, ta thoát khỏi những trói buộc, ta không cần phải diễn, và ta có thể nghe thấy được những suy nghĩ của chính mình. 9 lý do bạn nên dành thời gian cho riêng mình. 1. Bạn được tìm hiểu bản thân mình. Mỗi con người có rất nhiều lớp da bên trong mình, che giấu đi chiều sâu của trái tim họ. Chúng ta biết thật nhiều thứ, nhưng lại không biết bản thân mình. Vì sao vậy? Vì tâm hồn ta đang bị che phủ bởi 30-40 lớp da dày, thô như da trâu hay da gấu. Hãy đi vào nơi sâu kín nhất trong chính mình và học cách để biết chính mình tại đó. Meister Eckhart. Bạn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, là người hùng trong câu chuyện đời bạn, và bằng cách dành thời gian cho riêng mình để là chính mình và để biết chính mình, bạn sẽ chạm sâu vào trái tim và tâm hồn của bản thân. Và bạn sẽ được trải nghiệm cái đẹp, sự vĩ đại và sự kỳ diệu của bạn. Còn gì có thể đẹp hơn thế? 2. Bạn học được cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Orson Welles đã đúng khi nói rằng chúng ta được sinh ra chỉ có một mình và chết đi chỉ có một mình. Ta bước vào thế giới này một mình, và dù ta có được sự đồng hành từ bạn bè, gia đình và những người ta gặp trên đường đời, nhưng vẫn sẽ có những thời điểm ta chỉ có một mình mà thôi. Và cho dù đây là một suy nghĩ đáng sợ, nhưng nếu ta dành riêng chút thời gian cho bản thân để yêu, chấp nhận, nâng niu và hòa giải với con người của chính mình, thì sau cùng ta sẽ học được cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn, và ta sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa. 3. Bạn học được cách yêu thương và chấp nhận bản thân. Tin hay không tùy bạn, nhưng càng dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ càng học được cách trân trọng, chấp nhận và hòa giải với những thiếu sót, sai lầm và bất toàn của chính mình. Và bạn sẽ càng có nhiều tình yêu trong tim mình dành cho không chỉ những người xung quanh mà còn cho cả chính bạn nữa. Hãy yêu thương chính mình, chấp nhận chính mình, tha thứ cho mình và đối xử tốt với chính mình. Bởi vì nếu thiếu bạn, những người còn lại là chúng tôi sẽ thiếu đi một nguồn mạch những điều tuyệt vời. Leo Bucania. 4. Bạn học được cách sống đúng với mục đích của cuộc đời mình. Rumi có cách diễn tả rất đẹp về điều này. Mọi thứ trong vũ trụ đều nằm trong bạn. Hãy hỏi mọi thứ từ chính bản thân bạn. Trái tim và tâm hồn bạn biết rõ về con đường bạn nên đi. Cuộc đời bạn đã được sinh ra để sống, và công việc bạn cần làm trong thế giới này. Và nếu bạn lùi lại vài bước để nhìn nhận những thói quen thường nhật, những con người xung quanh bạn và những tạp nhiễu vây kín bạn, bạn sẽ có được khả năng kết nối với một khía cạnh khác của chính bạn, là thứ biết được vì sao bạn có mặt trên hành tinh này, mục đích của cuộc đời bạn là gì và lý do gì mà bạn hiện hữu. 5. Bạn học được cách trở thành chính mình, chứ không phải là kẻ mà người khác nghĩ bạn nên trở thành. Có một tiếng nói bên trong bạn thầm thì cả ngày đêm. Tôi cảm thấy điều này là đúng cho mình. Tôi biết rằng điều này là sai. Giáo viên, nhà thuyết pháp, cha mẹ, bạn bè hay những người thông thái nào cũng không thể quyết định điều gì là đúng cho bạn đâu. Hãy cứ lắng nghe tiếng nói bên trong bạn thôi. Silverstone.
Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải nghe lời. Chúng ta được dạy phải giống với những người khác hơn và bớt giống với chính mình. Và điều thật đẹp trong việc dành thời gian cho riêng mình là bạn sẽ được giải phóng khỏi những cái bẫy tâm trí, những niềm tin và những hạn định về những gì bạn phải giống với người khác. Và bạn sẽ tìm thấy trong chính mình sức mạnh và lòng dũng cảm để trân trọng và trở thành con người đích thực của mình, chứ không phải là kẻ mà những người khác nghĩ bạn nên trở thành. Không còn phải giả vờ, không còn phải trốn tránh chính bản thân mình nữa. 6. Bạn khám phá được rằng mình lớn lao hơn mọi vấn đề của bản thân. Thật tuyệt khi được bạn bè và gia đình giúp đỡ trong những lúc bạn phải đối mặt với khó khăn và thử thách. Nhưng cũng sẽ có những thời điểm trong cuộc đời mà không một ai có thể giúp bạn. Sẽ có những thời điểm bạn phải tự mình đương đầu với những thử thách của bản thân. Và bằng cách dành thời gian cho riêng mình, bằng cách củng cố ý thức về cái tôi của mình, và bằng cách giải phóng lòng quả cảm, trí tuệ và sức mạnh ẩn sâu trong mình, rốt cuộc bạn sẽ nhận ra rằng bạn lớn lao hơn mọi vấn đề của bản thân, và rằng bạn có sẵn tất cả mọi thứ cần thiết để đón nhận bất cứ thử thách nào được cuộc đời gửi đến bạn. Và bạn sẽ không còn cảm thấy sợ sệt nữa. 7. Bạn khám phá được giá trị và sức mạnh của sự im lặng. Khi tâm trí tĩnh lặng, khi không còn bất cứ ý nghĩ và lời nói nào, đó là khi bạn có thể nghe thấy tiếng trái tim nói chuyện với chính bạn. Đó là khi bạn nghe thấy tâm hồn và trực giác đang giao tiếp với bạn. Sự tĩnh lặng là một người thầy tuyệt vời, thì thầm bên tai bạn và giúp bạn hiểu được những điều mà bạn sẽ không thể khám phá ở bất cứ nơi nào khác. Và qua việc dành thời gian cho riêng mình để hít thở mà không cần phải buộc bản thân phải nói lên một lời nào hay phải có một ý nghĩ nào, bạn sẽ hiểu hàm ý của Ausonius khi ông nói: người không biết cách im lặng thì cũng không biết cách nói năng. 8. Bạn học được cách tôn vinh và tôn trọng bản thân. Nhiều người đã quen với việc cầu xin sự tán thành và chấp thuận từ bên ngoài, tất bật tìm kiếm tình yêu thương sai chỗ, đến mức họ không còn có thể kết nối với chính khía cạnh bên trong mình. Khía cạnh vốn biết rằng họ chỉ cần chính bản thân mình là đủ. Đó là lý do họ vẫn duy trì những mối quan hệ khiến họ không vui, ở lại trong những môi trường độc địa, những công việc họ căm ghét, vân vân. Trong lúc vẫn nghĩ rằng họ không xứng đáng để nhận được những gì hơn thế. Và điều đẹp đẽ của việc dành thời gian cho bản thân mình là nó sẽ dạy bạn cách tôn vinh và tôn trọng bản thân đủ để bạn thoát ra khỏi những thứ không còn phục vụ bạn, giúp bạn phát triển hay khiến bạn vui vẻ. Nâng cao hình ảnh bản thân và lòng tự trọng để không cho phép bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai khiến bạn cảm thấy mình không đủ, không đủ tốt, không đủ thông minh, không xứng đáng, không đủ xinh đẹp. 9. Bạn học được cách buông bỏ. Một trong những điều khó khăn nhất trên đời là buông bỏ những con người, những kỷ niệm, đồ vật, trải nghiệm và địa điểm chúng ta yêu quý nhất. Chúng ta níu giữ mọi thứ và mọi người quá chặt, sợ rằng nếu không còn những thứ mà ta đang bám vào, ta sẽ chẳng là gì cả. Thất bại trong việc nhận ra rằng sự bám víu đó ảnh hưởng tới tình yêu chúng ta dành cho thứ ta đang níu giữ sẽ làm mất đi sự thuần khiết và vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian cho chính mình hơn, mở rộng trái tim và kết nối với trí tuệ nội tại ở một mức độ sâu sắc hơn, bạn sẽ có thể phân biệt giữa sự bám víu và tình yêu đích thực. Và khi thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu giải phóng,
nó không níu giữ. Tình yêu giải phóng, nó không ràng buộc. Tình yêu nói rằng, tôi yêu em. Tôi yêu em khi em ở Trung Quốc. Tôi yêu em khi em ở Harlem. Tôi yêu em, tôi muốn được ở cạnh em. Tôi muốn em vòng tay ôm lấy tôi. Tôi muốn nghe giọng em bên tai. Dù điều đó không thể diễn ra ngay lúc này, tôi vẫn yêu em.